Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin 16 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Ngay sau đây là những tin tức nổi bật trong nước và quốc tế. Nhân kỷ niệm 25 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hoa Kỳ 12 tháng 7 năm 1995, 12 tháng 7 năm 2020, Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ đã giới thiệu hai nghị quyết SR-607 và HR-1018 với tên gọi kỷ niệm 25 năm bình thường hóa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hợp chủng quốc Hoa Kỳ cùng nhau hợp tác vì một khu vực Đông Nam Á ngày càng ổn định, thịnh vượng và hòa bình. Khẳng định Quốc hội Hoa Kỳ cam kết Hoa Kỳ tiếp tục là đối tác mạnh mẽ, tin cậy và năng động của khu vực Đông Nam Á. Các nghị quyết hoan nghênh những thành tựu hợp tác trên các lĩnh vực trong quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ từ chính trị, kinh tế, thương mại, an ninh quốc phòng, giải quyết hậu quả chiến tranh, giáo dục đào tạo, y tế, hợp tác giữa các địa phương, các thành phố lớn, cũng như hợp tác trong các cơ chế khu vực, trong đó có Mekong, giữa hai nước trong việc tẩy độc dioxin, xử lý bom mìn còn sót lại và hợp tác trong việc tìm kiếm lính Mỹ và bộ đội Việt Nam mất tích trong chiến tranh. Quốc hội Hoa Kỳ đánh giá cao vai trò và vị thế ngày càng cao của Việt Nam tại khu vực và trên thế giới, đặc biệt khi Việt Nam đảm nhiệm vai trò kép, vừa là Chủ tịch ASEAN 2020, vừa là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021. Phía Mỹ đánh giá cao việc Việt Nam sẵn sàng bảo vệ tự do hàng hải và luật pháp quốc tế tại khu vực Biển Đông và khẳng định các quyền và lợi ích của Việt Nam phù hợp với luật pháp quốc tế phải được tôn trọng. Trong khi dòng FDI toàn cầu có khả năng suy giảm tới 40% trong năm 2020 do tác động của đại dịch, kết quả thu hút đầu tư nước ngoài trong 6 tháng đầu năm của Việt Nam vẫn khả quan. Việt Nam hiện đang là điểm đến của hơn 32.000 dự án, với tổng vốn đăng ký 378 tỷ USD từ 136 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, Nhật Bản là nhà đầu tư lớn thứ hai với hơn 60 tỷ USD vốn đầu tư. Theo báo cáo mới nhất về thực trạng của các doanh nghiệp Nhật Bản tại châu Á và châu Đại Dương của JETRO, có tới 63,9% doanh nghiệp sẽ tiếp tục mở rộng sản xuất kinh doanh tại Việt Nam trong thời gian tới, mức cao nhất trong khối ASEAN sau đại dịch COVID-19. Với họ, Việt Nam là điểm đến an toàn để đầu tư. Bên cạnh đó, các chính sách hỗ trợ của chính phủ được xem như rất thiết thực và phù hợp, giúp họ mở rộng quy mô thời gian. Dĩ bất biến, ứng vạn biến là điều mà Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh khi nói về công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020. Tại hội nghị với 63 Sở Giáo dục và Đào tạo diễn ra trong ngày 10 và 11 tháng 7 ở Vĩnh Phúc. 63 Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các đơn vị chuyên môn của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã cùng bàn luận những tình huống còn chưa rõ trong công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020. Mặc dù năm nay các địa phương chịu trách nhiệm toàn diện công tác tổ chức kỳ thi, nhưng Bộ Giáo dục và Đào tạo vẫn chịu trách nhiệm chỉ đạo chung. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ yêu cầu các địa phương phải tính đến mọi tình huống, lên phương án cụ thể để kịp thời xử lý mọi tình huống có thể xảy ra khi tổ chức kỳ thi. Bộ trưởng cũng đề nghị từng đơn vị, từng người trong ban chỉ đạo thi trung học phổ thông tại các địa phương phải có kế hoạch cụ thể chi tiết, kịp thời tham mưu, chủ động dự báo những vấn đề có thể xảy ra với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, không để rơi vào tình huống phải xử lý sự cố khi kỳ thi diễn ra. Cùng với đó, huy động toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc, bám sát ban chỉ đạo thi cấp quốc gia để đảm bảo chuẩn bị tổ chức tốt nhất kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Tiếp theo là những thông tin mới cập nhật về tình hình dịch COVID-19 trong nước và thế giới. Tại Việt Nam, 24 giờ qua, không ghi nhận thêm ca nhiễm mới, phi công người Anh đã rời Việt Nam về nước. Đến nay, tổng số ca nhiễm tại Việt Nam là 370 ca, trong đó có 230 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay, có 350 ca bình phục, không có ca tử vong. Hiện có 5 ca âm tính từ một lần trở lên với virus SARS-CoV-2. Trường hợp mới nhất mắc COVID-19 là một chuyên gia Serbia được cách ly ngay sau nhập cảnh. Ngày 11 tháng 7, ngành y tế tỉnh Quảng Ngãi đã xác định và tiến hành cách ly 37 trường hợp F1, F2 liên quan đến bệnh nhân 370 này. Hầu hết các trường hợp này đang được cách ly tập trung tại cơ sở 2, Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn và khách sạn Harmonia Hòa Phát. Cũng liên quan đến công tác cách ly, ngày 11 tháng 7, cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh đã phát đi thông báo truy tìm 4 thanh niên người nước ngoài bỏ trốn khỏi khu cách ly phòng chống dịch COVID-19. Trước sự việc một số trường hợp vượt biên trái phép hoặc trốn cách ly trong thời gian qua, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 yêu cầu các cấp các ngành tiếp tục tăng cường và thắt chặt kiểm soát tại các khu vực biên giới. Về trường hợp phi công người Anh mắc COVID-19 được Việt Nam chữa khỏi,
Vào 0 giờ rạng sáng ngày 12 tháng 7, phi công đã rời Hà Nội, lên đường trở về nước. Đây là bệnh nhân người nước ngoài thứ 50 đã được các y bác sĩ Việt Nam điều trị khỏi bệnh. Tính đến 13 giờ hôm nay, 12 tháng 7, toàn cầu ghi nhận trên 12.847.000 ca nhiễm COVID-19, trong đó 567.734 ca tử vong và trên 7,4 triệu bệnh nhân bình phục. Trong 24 giờ qua, Mỹ vừa ghi nhận thêm 59.566 ca mắc COVID-19 mới và 714 trường hợp tử vong vì dịch bệnh này, nâng tổng số ca mắc tại Mỹ lên hơn 3,3 triệu với 137.403 ca tử vong. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lần đầu tiên đeo khẩu trang ở nơi công cộng trong chuyến thăm Trung tâm Y tế Walter Reed. Chiều ngày 11 tháng 7, theo giờ địa phương, Tổng thống Mỹ cho rằng ông chưa bao giờ chống lại việc đeo khẩu trang, nhưng việc này nên thực hiện đúng nơi và đúng lúc. Brazil ghi nhận số ca mắc trong ngày cao thứ hai trên thế giới, chỉ sau Mỹ với 35.512 trường hợp và 945 ca tử vong. Tổng số ca mắc COVID-19 ở nước này là hơn 1,8 triệu với 71.469 ca tử vong. Tại Nga, tổng số ca nhiễm đang ở mức trên 720.000 người, với 11.205 người chết vì dịch bệnh này sau khi có thêm 188 ca tử vong. Đáng chú ý, trong 24 giờ qua, Nam Phi ghi nhận tới 13.497 ca mắc mới và 111 trường hợp ca tử vong, chính thức lọt vào 10 quốc gia có số ca mắc COVID-19 cao nhất thế giới với 264.184 ca. Tại một hội nghị trực tuyến do Hiệp hội Quốc tế về AIDS tổ chức, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế hôm 11 tháng 7 kêu gọi các hệ thống kinh tế xã hội công bằng hơn trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn lây lan mạnh sau hơn nửa năm bùng phát và gây tác động tới mọi mặt của đời sống. Bản tin tiếp tục với những tin tức đáng chú ý trong tỉnh. Hết nửa đầu năm 2020, mặc dù do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng bằng sự nỗ lực, đến hết ngày 30 tháng 6, tổng nguồn vốn huy động tại Agribank chi nhánh tỉnh Cao Bằng đạt 8.776 tỷ đồng, tăng 50,8 tỷ đồng so với đầu năm, hoàn thành 99% kế hoạch quý 2 Agribank giao. Theo đó, doanh số cho vay tăng 19,8%, doanh số thu nợ tăng 8,4% so với cùng kỳ năm 2019. Tổng dư nợ đạt 4.648 tỷ đồng với 24.912 khách hàng còn dư nợ, hoàn thành 99,8% kế hoạch quý 2. Số dư bảo lãnh 117 tỷ đồng, phát hành hơn 198.000 thẻ ATM với 108.000 khách hàng sử dụng dịch vụ SMS tiền gửi, 3.100 khách hàng sử dụng dịch vụ SMS nhắc nợ tiền vay. Doanh thu bảo hiểm ABIC đạt 6,7 tỷ đồng. Thu dịch vụ đạt 43% kế hoạch Agribank giao, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm 2019. Bên cạnh đó, Agribank chi nhánh Cao Bằng đã ủng hộ công tác tài trợ an sinh xã hội với số tiền trên 789 triệu đồng. Đầu năm 2020, thực hiện nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã thuộc tỉnh Cao Bằng, mọi hoạt động của các chi nhánh Thông Nông, Phục Hòa, Trà Lĩnh cũ không thay đổi. Các chi nhánh hoạt động ổn định và tiếp tục thực hiện các nghiệp vụ ngân hàng phục vụ nhu cầu của các tổ chức cá nhân như nhận tiền gửi của các tổ chức cá nhân và tổ chức tín dụng khác trong nước và nước ngoài, dưới các hình thức tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn và các loại tiền gửi khác bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ. Cho vay ngắn hạn, trung và dài hạn phục vụ nhu cầu của các doanh nghiệp cá nhân, huy động vốn và cho vay, mua bán ngoại tệ, thanh toán quốc tế, bảo lãnh, tái bảo lãnh, chiết khấu, tái chiết khấu bộ chứng từ và các dịch vụ khác về ngoại hối theo chính sách quản lý ngoại hối của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và của Agribank, cung ứng các phương tiện thanh toán, thu, phát tiền mặt cho khách hàng, máy rút tiền tự động ATM, dịch vụ thẻ, két sắt, bảo hiểm, nhận bảo quản, cầm đồ, cất giữ, chiết khấu thương phiếu và các loại giấy tờ có giá khác theo quy định của Agribank. Thời gian tới, Agribank chi nhánh Cao Bằng tiếp tục phấn đấu đạt tổng nguồn vốn huy động 9.350 tỷ đồng, dư nợ 5.000 tỷ đồng, nợ xấu dưới 0,7% trên tổng dư nợ, đảm bảo thu nhập cho người lao động. Ngày 10 tháng 7, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Hạ Lang đã phối hợp với Hội Phụ nữ huyện tổ chức tuyên truyền về các dịch vụ ngân hàng điện tử, phát hành thẻ ATM Agribank tại các tổ chức chi hội phụ nữ. Agribank Hạ Lang hiện có hơn 6.000 khách hàng đang sử dụng 6.300 thẻ ATM với tính năng tối ưu hóa sự tiện ích, giúp khách hàng có thể tiết kiệm thời gian, không phải rút tiền từ máy ATM, chuyển khoản trong hệ thống Agribank, yêu cầu sử dụng dịch vụ trực tuyến và các dịch vụ khác, nộp ngân sách nhà nước, nộp tiền cho các dịch vụ điện nước.
thông qua tuyên truyền phổ biến các sản phẩm tiện ích dịch vụ ngân hàng điện tử và phát triển thẻ ATM cho chị em hội viên phụ nữ. Qua đó từng bước góp phần làm thay đổi nhận thức và thói quen thanh toán không dùng tiền mặt trong chị em hội viên, đẩy mạnh các giải pháp tiếp cận các nguồn vay cho chị em ngân hàng để phát triển chăn nuôi, ổn định cuộc sống, góp phần xây dựng phong trào thi đua gia đình 503 sạch và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn đạt hiệu quả. Ngày 9 tháng 7, trường mầm non Hồng Quân, huyện Hà Quảng đã tổ chức lễ đón nhận bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Việc công nhận trường đạt chuẩn quốc gia là động lực để đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh trong nhà trường tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện. Hiện nay nhà trường có 10 nhóm lớp với 297 trẻ, 100% cán bộ giáo viên trong nhà trường đạt chuẩn trở lên và có đầy đủ phòng học tập chức năng, khu nhà hiệu bộ, sân chơi, thiết bị dạy học, đồ dùng học sinh trong và ngoài lớp, tích cực đổi mới hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ, xây dựng nhà trường đảm bảo các tiêu chí về xanh sạch an toàn. Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện đã đánh giá cao công tác phấn đấu của cô và trò trong nhà trường, đồng thời đề nghị trường tiếp tục duy trì những thành tích đã đạt được để phấn đấu xây dựng nhà trường đạt chuẩn ở mức độ cao hơn, xứng đáng là lá cờ đầu của ngành giáo dục trong huyện nhà. Hội nông dân huyện Bảo Lạc vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. Trong 6 tháng đầu năm, các cấp hội nông dân trong huyện đã tổ chức tuyên truyền 350 cuộc với trên 20.130 người tham gia. Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi có 1.655 hội viên đăng ký đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Trong phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới, hội viên hội nông dân các cấp đã hiến 4.250 mét vuông đất để xây dựng công trình công cộng, 1.250 mét khối đất đào đắp kênh mương thủy lợi, xây dựng 13 mô hình tham gia bảo vệ môi trường nông thôn. Các cấp hội còn phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện cho hơn 2.000 hộ hội viên vay vốn với tổng dư nợ trên 90 tỷ đồng. Qua đó giúp hội viên nông dân có điều kiện đầu tư phát triển kinh tế, từng bước vươn lên thoát nghèo và làm giàu. Hội viên nông dân các cấp cũng tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tham gia 38 cuộc tuần tra bảo vệ đường biên cột mốc với 2.440 lượt người tham gia, phát quang đường tuần tra với chiều dài hơn 18 km. 6 tháng cuối năm, Hội nông dân huyện Bảo Lạc tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, tập trung nâng cao chất lượng công tác hội, củng cố và xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi và nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả, thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra. Nội dung tin tức vừa rồi đã khép lại bản tin 16 giờ hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.